Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Ứng Quán Thế Bồ Tát, Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma A Tát, Nam mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát. Con xin phép Tam Bảo được thọ trì bài kệ phẩm thứ 12 trong kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện. Bấy giờ Đức Thế Tôn liền nói kệ rằng: Ta xem Địa Tạng xuất oai thần, kiếp số hàng xa khó tỏ trần, thấy nghe một niệm chim ngưỡng lễ, rồi người lợi ích sự không ngừng, hoặc rồng hoặc thần cùng nam nữ, báo tặng sẽ xa vào đường dữ, chí tâm quy mạng đại sĩ thân, tuổi thọ thêm nhiều trừ tội dữ. Trẻ thơ chết mất mẹ cùng cha, huynh đệ chị em kẻ ruột rà, lớn khôn nghĩ đến đều không biết, nếu giữ đường lành ở đâu là, hoặc vẽ hạt tô đại sĩ hình, cảm thương chim lễ biệt chẳng đành, 21 ngày luôn niệm danh hiệu, Bồ Tát hiện thân đến bên mình, chỉ rành quyến thuộc ở nơi nào. Dầu xa ác thú cũng ra mau, nếu được không lui lòng kính ngưỡng, thánh ký Bồ Tát vuốt đầu trao, Bồ Đề vô thượng muốn tu hành, mong ra ba cõi khỏi tử sinh. Người này đã phát lòng bi lớn, trước nên chim lệ đại sĩ hình, nghe tên quy y đáng trọn lành, cúng dường cung kính phát lòng thành, nghiệp chướng chẳng hề ngăn chướng đặng, bao nhiêu mong ước sớm viên thành. Có kẻ phát tâm tụng kinh sách, muốn độ chúng sinh khỏi tai ách, giàu lập nguyện lớn chẳng nghĩ bàn, đọc rồi quên rồi luôn xót mắt, người này nghiệp chướng nó làm mê, học đại thừa kinh khó mọi bề, y phục uống ăn các ngọt cụ, cúng dường Địa Tạng với hương hoa, dùng giếng nước trong bày trước tượng, cách một ngày đem bưng lái uống, xin lòng ân trọng cử ngũ tăng, rượu thịt tài dâm cùng đối luống, trong 21 ngày chớ sát sinh, chuyên lòng tưởng niệm thượng nhân danh, chim bao thấy rõ tôn dung hiện, thức rồi liền đặng trí khôn lanh. Đại thừa kinh giáo nghe qua tai, nghìn vạn đời sao nhớ chẳng sai, chính nhờ đại sĩ oai thần lớn, thầm giúp người kia có huệ tài, chúng sinh nghèo khổ lại ốm đau, cửa nhà họ họ người lì nhau, ngủ mê mộng mị không an giấc, cầu muốn hỏng hư chẳng được nào. Dốc lòng chim lễ Địa Tạng ngài, bao nhiêu việc ác thảy tiêu ngay, nhận đến chim bao đều an cả, quỷ thần phò hộ của dư xài, muốn qua sông biển đến núi rừng, cầm thú độc nguy giật đón đường. Ác thần ác quỷ mưa gió dữ, nhiều nỗi gian nan khốn không lường, sắp sửa ra đây đối trước tượng, cúng dường kính lễ cùng chim ngưỡng. Ác núi rừng biển cả có vào trong, ác tai tiêu sạch thường an sướng, Quan Âm lắng nghe ta nói rõ, Địa Tạng vô thượng oai thần đó, trăm nghìn muôn kiếp thuật chẳng rồi, rộng tuyên đại sĩ đại sức nọ, như người nghe đến Địa Tạng nhanh, thái hình chim lễ hết lòng thành, hương hoa ăn uống dân y phục, trăm nghìn báo đẹp hưởng điều lành, nếu hay đem công hồi pháp giới, rốt ráo thành Phật sinh tử khỏi, Quan Âm nên biết gắng tuyên bày, truyền khắp hàng xa nhiều nước cõi. Con xin hồi hướng hết công đức học thuộc bài kệ này, đến cho tất cả chúng sanh trong ba đường ác, địa ngục ngạ quỷ súc sanh, sớm được tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng thiện căn phước đức, có duyên với Tam Bảo, Địa Tạng Bồ Tát, phát tâm báo ơn hiếu kính các ngài và được các ngài độ thoát trong tương lai. Nam mô A Di Đà Phật. Ha ha ha, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.